Làm sao để kiểm tra xuất tinh sớm? Xuất tinh sớm là một trong những rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất ở nam giới trưởng thành, với tỷ lệ mắc bệnh từ 35% tới 45%. Với chẩn đoán, xuất tinh sớm chủ yếu dựa vào bệnh sử chi tiết, kiểm tra sức khỏe, thang điểm đánh giá xuất tinh sớm, xét nghiệm, kiểm tra chuyên sâu, kiểm tra điện sinh lý, dây thần kinh dương vật, khả năng khiêu gợi cảm giác của dương vật. Thông thường, xuất tinh sớm có 3 yếu tố là thời gian xuất tinh ngắn, không kiểm soát được việc xuất tinh và cả hai bên đều không hài lòng, dẫn đến cảm thấy hụt hẫng. Theo các quan niệm truyền thống cho rằng, xuất tinh sớm chủ yếu do yếu tố tâm lý và cá nhân, có thể bao gồm lo lắng, căng thẳng kéo dài, khủng hoảng hôn nhân, ít quan hệ tình dục. Nếu đi sâu nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng sự nhạy cảm quá mức của dây thần kinh lưng dương vật và ngưỡng xuất tinh thấp là nguyên nhân chính gây xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm và rối loạn cương dương đôi khi ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, trong quá trình điều trị xuất tinh sớm, chúng ta cũng cần lưu ý đến tình hình chức năng cương cứng. Điều này có lợi cho việc khắc phục tình trạng xuất tinh sớm.